Từ những chia sẻ của nhiều người đang được cách ly vì dịch Covid-19, có thể thấy khu vực cách ly không những không đáng sợ mà còn có nhiều điều hết sức dễ thương mà có đôi khi chúng ta cũng không ngờ tới. Đầu tiên đó là có thể tạo nên thói quen sinh hoạt tốt. Như trẻ hiện nay thì thường có thói quen hay bỏ bữa và thường xuyên thức khuya. Nhưng khi bước vào khu cách ly tập trung, những thói quen xấu này đã được thay đổi theo hướng tích cực. Giờ giấc sinh hoạt trong khu cách ly vô cùng khoa học. Mọi người sẽ dậy từ sớm và tập thể dục. Mỗi ngày thì ăn 3 bữa với đủ món khác nhau, thăm khám sức khỏe đúng giờ và đặc biệt là ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Điều dễ thương thứ hai đó là điều kiện sinh hoạt đầy đủ tiện nghi. Theo nhiều người đang ở trong các khu cách ly chia sẻ, điều kiện sinh hoạt ở đây rất tốt và tiện nghi. Tủ quần áo và bàn ghế, khăn, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà v.v. đều được chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng cách ly còn được trang bị wifi để bệnh nhân có thể thoải mái sử dụng để liên lạc với gia đình cũng như là giải trí trong lúc cách ly. Thậm chí một chàng sinh viên du học từ Hàn Quốc trở về còn ví von rằng đi cách ly mà giống như đi nghỉ dưỡng vậy. Điều dễ thương thứ ba đó là có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Những người đang thực hiện cách ly có thể là các bạn sinh viên, nghệ sĩ hay bất kỳ ngành nghề nào khác. Bình thường, mọi người đều phải tất bật với công việc cũng như là việc học tập của mình. Nhiều người còn không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Nếu nhìn theo mặt tích cực, có thể khoảng thời gian cách ly cũng là khoảng thời gian tốt để mọi người có cơ hội bỏ hết những bộn bề thường ngày để nghỉ ngơi và tập trung lo cho sức khỏe của bản thân mình. Điều dễ thương tiếp theo đó chính là sự thân thiện của tập thể y bác sĩ cũng như các cán bộ làm việc trong khu cách ly. Ngược lại với sự căng thẳng của dịch bệnh ngoài kia, các y bác sĩ cũng như là các bộ cơ quan chức năng tại khu cách ly đã vô cùng hòa đồng và thân thiện với bệnh nhân. Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và cuộc sống cho các bệnh nhân, những người làm việc tại đây còn như là những người bạn thực sự, cùng trò chuyện, chia sẻ hoặc là trêu đùa nhau, khiến cho không khí của khu cách ly trở nên vui vẻ hơn. Điều dễ thương thứ năm đó là những bất ngờ hết sức lãng mạn. Không chỉ hòa đồng thân thiện thôi đâu, những cán bộ và nhân viên y tế túc trực tại các khu cách ly còn hay đem đến những bất ngờ hết sức đáng yêu và lãng mạn cho bệnh nhân. Những bất ngờ đó có thể là vài ly nước và cái bánh thỉnh thoảng được tặng thêm trao tận tay các bệnh nhân, hay thậm chí là những bông hoa tươi thắm làm rạng rỡ phòng cách ly vào dịp lễ 8 tháng 3 vừa rồi. Điều dễ thương thứ sáu đó chính là kết giao thêm được bạn bè. Khu cách ly không hề lạnh lẽo và ảm đạm như chúng ta thường tưởng tượng, mà ở đây mọi người vui vẻ hòa đồng với nhau, cùng nhau tổ chức các trò chơi để mà giao lưu và kết bạn. Có khi là những trò chơi vận động, có khi là đánh bài, hoặc chỉ đơn giản là ngồi với nhau và đàn hát. Và điều dễ thương cuối cùng và cũng là một điều dễ thương vô cùng đặc biệt, đó là đã có tình yêu xuất hiện trong khu cách ly. Nhiều lúc bệnh dịch phức tạp, một trong số những người được cách ly đã chia sẻ những hình ảnh về một câu chuyện tình yêu đang bắt đầu ươm mầm lên Facebook. Cụ thể thì câu chuyện tình yêu trong sinh tử này đang nảy nở tại khu cách ly trường quân sự tỉnh và trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình. Chàng thanh niên đã ế lâu năm nay đã tìm được bạn gái chỉ sau 2 ngày vào khu cách ly. Mặc dù là câu chuyện này vẫn chưa được xác thực nhưng mà nó phần nào đã thể hiện được tinh thần lạc quan của những người đang trong giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của chuyên mục Sức khỏe bao điện tử dân trí.